Đầu tiên thì về trải nghiệm học sinh lớp em thì mỗi tuần học sinh lớp em đều từ đầu năm học đến giờ thì mỗi tuần đều làm 2 bài. Về cá nhân em thấy thì trong năm học này các bạn ý khá là thích Eduten và các bạn ý tiến bộ khá là nhiều so với các cái phần năm học trước. Vì như các chị đã thấy thì học sinh lớp em được tính nhẩm rất là nhanh, tính nhẩm rất nhanh luôn ạ, và rất thích tính nhẩm. Mặc dù là cô bảo là làm nhát đi nhưng mà vẫn kiểu thích tính nhẩm vì con quen. Và bởi vì là các trò chơi thì thường người ta cũng sẽ đòi hỏi về thời gian nữa, nên các bạn cũng sẽ luyện được nhiều về tính nhẩm. Sau đó thì các trò chơi cũng khá là vui vẻ nên là các con rất là thích. Mỗi buổi học Eduten thì khi mà em đi xuống lớp các bạn đã xếp hàng xong rồi chỉ để chờ cô dắt đi thôi, là thể hiện đấy là bạn ấy các bạn rất là thích. Một điều nữa đấy là em thấy học sinh lớp em thì lúc nào lên phòng máy các bạn cũng rất là chủ động để đăng nhập vào, cũng như là có những cái có thêm nhiều muốn, có thêm nhiều thời gian hơn để học. Em thấy thực sự là phần mềm đã giúp cho học sinh trở nên hứng thú hơn với cả cái phần học môn toán của mình ạ. Trong quá trình làm việc với cả phần mềm thì em hay chiếu cho học sinh xem cái kết quả của mình ở trên cái bảng này luôn. Ví dụ như lúc nãy lớp em có một bạn là bạn xếp thứ 6 trong bảng, nhưng mà xếp thứ 6 đấy mà toàn là do bạn ấy đã làm rất nhiều bài, nhưng mà cái đến phần độ chính xác này ấy lại không được màu xanh nữa, đấy bị chuyển thành màu cam, chứng tỏ là bạn chỉ làm được nhiều bài thôi mà độ chính xác của bạn ấy không cao. Thì từ đó thì mình sẽ có thể nhắc nhở chung bạn ấy hoặc là tất cả các bạn khác ở trong lớp đấy là mặc dù con làm nhanh nhưng mà con sẽ cần phải cẩn thận hơn để có thể tính toán chính xác hơn, đảm bảo là bài của mình phải có đủ điểm chứ không phải chỉ là vượt qua tất cả các bài đấy rồi xong. Sau đó ngoài ra thì em cũng dựa vào ở trong Eduten thì có các cái phần phân tích về các cái kỹ năng của học sinh, như là kỹ năng cộng trừ hoặc là xem đồng hồ chẳng hạn vân vân, thì dựa vào cái phần kỹ năng đấy thì em có thể theo dõi xem là con còn đang yếu ở kỹ năng nào hoặc là còn đang gặp phải khó khăn ở kỹ năng nào, thì em sẽ cố gắng cho con làm thêm nhiều phần bài tập liên quan đến kỹ năng đấy và dành cho con thêm cái phần bài tập liên quan đến kỹ năng đấy ạ. Chia lớp thành hai nhóm. Một nhóm là các bạn ấy có thể làm thêm các cái bài tập về bài tập nâng cao, bài tập khó hơn, và một nhóm sẽ chỉ làm bài cơ bản để làm chủ động thôi. Thì thực ra thì em không phải dựa vào các cái phần thể hiện thực tế trên lớp, em chỉ muốn các bạn dựa vào cái phần thể hiện các bạn trên Eduten thôi, là các bạn ấy đã được trải nghiệm cái phần đấy rồi. Thì thực ra theo em thấy thì trong Eduten cái phần phân hóa đấy cũng khá là tốt, bởi vì là những bạn mà được làm bài tập nâng cao ở trong Eduten cũng là những cái bạn mà em thấy là trên lớp em làm toán khá là ổn đó. Và dựa vào cái phần phân hóa đấy thì em thấy là các bạn ấy có sự ganh đua và cạnh tranh nhau nhiều hơn. Ví dụ như là các bạn sẽ hay thắc mắc là cô ơi, tại sao các bạn ấy có thêm hai cái phần bài bonus này mà con không có chẳng hạn. Thì em được bảo là vì cái phần kết quả của bạn ấy tốt hơn nên là bạn ấy được làm thêm cái phần đấy. Thì nếu con làm tốt con cũng sẽ được, thì những bài sau các bạn ấy sẽ có phần cố gắng hơn thì bạn ấy cũng sẽ được làm cái bài bonus đấy ạ.